quán trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời dân. Người thì lao đao, còn người kia trông sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều cô đơn. Đời từ mây bay đâu ai hay làm tiếng đường. Nơi chốn du hành là địa ngục chân gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chưa thuyền như con thuyền lạ giữa biển khơi. Ai ơi sống ở trên đời đừng nên chú chát với người với ta. Sống xa hoa sống với ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khó. À, xin chào anh em nhé. À, clip này thì tiếp tục có những cái sản phẩm hàng về và có những cái sản phẩm những chiếc đẩy của DK đang có mặt tại cửa hàng nhé. Với những cái sản phẩm của DK đây, kênh là một cái thương hiệu rất nổi tiếng và nó một trong những cái phân khúc anh em sử dụng nghe chất nhạc cực kỳ hay, và với dạng này thì nó là nồi đồng cuối đá. Và với DK thì nó có những cái mã LA400, LA600 và LA800 là trong những cái mã của phân khúc những cái hàng mà nó đời trước nhé. Và trong cái phân khúc đời nó mới nhất tại thời điểm gần đây nhất, nó gọi là hàng bãi, thì nó rơi vào tầm khoảng 2016 đầu 2017. Nó ra những cái mã LA500, 700 và thật sự là mấy cái mã LA700 này tiếng cực kỳ hay. Cái này thì nó sử dụng những dòng sò của Saken, một trong những sò rất nổi tiếng của Nhật. Thì với cái con đẩy này thì ngày hôm nay thì tiếp tục có những sản phẩm này, những cái dòng mã LA700 và công suất của nó là 700W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm. Thì anh em nào mà cần những cái mẫu này thì anh em có thể liên lạc với cửa hàng theo cùng một số điện thoại và Zalo, đó là số điện thoại 0396855899. Thì DK thì chắc chắn là rất là nhiều anh em biết rồi, nó thuộc cái phân khúc những hàng chất rồi, thương hiệu của Anh Quốc. Và đối với hàng bãi của nó thì anh em tìm được những cái sản phẩm của DK, nếu mà hàng đẹp ấy, thì nó rất là bền. Con này thì để anh em đánh được hai cặp loa 30 côn 76, thậm chí là những dòng 40 côn 76 đánh vẫn rất là căng, tiếng ra rất là ngọt, từ những cái giải bass xuống sâu được, và những cái giải cao thì nó vẫn lên được và chất nhạc nó rất là hay. Cái này thì không chỉ là nghe nhạc, ngoài nghe nhạc ra anh em hát karaoke, cái này thì cái tiếng mic khi anh em kết hợp với con này thì tiếng mic nó sẽ dày hơn, vì chất nhạc con này thì nó tiếng bass rất là dày. Đấy, tiếng bass dày thì khi anh em hát vào thì những cái giải lời này chung giải bass nó rất là gọn luôn. Thì kết hợp với con đẩy này thì tất cả các dòng loại loa, đặc biệt là dòng loa bãi và dòng loa thương hiệu với sản phẩm DK thì đồng bộ DK thì chắc chắn nó sẽ hay hơn. Con này là cái mã LA700, mà đằng trước thì nó có một cái nắp đậy đây, nó tạo vòm nhá. Cái nắp này tôi đã tháo ra để chuẩn bị quay cái nội thất để cho anh em có thể tham khảo nhá. Con này thì lên hình rất là đẹp, là màu sơn sần, rất là đẹp luôn. Và nó có một cái logo của DK đây. Đấy, DK đây là King, một trong những cái phân khúc rất là nổi tiếng và cửa hàng cũng rất là hay bán những cái dòng của DK. Tại vì được phản ánh của anh em gửi về cũng như các bác khách hàng thì với dòng DK của nó mà anh em biết sử dụng đấy, nó rất là bền và cái chất nhạc của nó rất là hay. Nên là tại sao những cái dòng đẩy DK mà đặc biệt là những cái mã đời cao này thì anh em sử dụng thậm chí lên 10 năm vẫn là rất là ok. Rồi đây là mặt đằng trước của nó, con này size EU anh em nhé. Con này thì rất là cứng cáp nhé, trông rất là cứng cáp. Để quay một chút về mặt đằng sau để anh em có thể tiện theo dõi nhé. Thì với những đẩy xịn của nó, đẩy DK của nó thì chắc chắn là nó có đầy đủ rồi, đầy đủ. TK của nó thì nó sử dụng một cái niêu chích giao loa này anh em. Đấy, niêu chích giao loa. Đây là con mã DK tem QC. Anh em gọi thì tôi sẽ gọi lại cho anh em nhé. Thì đây nhá, DK và sử dụng jack niêu chích
Đây, cái này anh em muốn check mã code thì cũng có mã code luôn này. Loro series. Cái này thì có chế độ đánh mono này, mono thì ở dưới cùng. Đây nó có hình này, cái hình của cái mũi tên này. Bri anh em đánh ở giữa nhá, CTA đánh ở trên cùng. Đấy. Cái này thì đẩy hai kênh thì chắc chắn là nó sẽ có cầu vào và cầu lên nhỉ. Đấy. Thì đây thì anh em thấy là với cái sản phẩm này thì những chiếc cục đẩy này thì nó sử dụng lên tới 4 quạt nên là cái máy của nó hoạt động rất là êm. Ngoài ra thì sử dụng sò sa ken nhé, sò ken này tiếng rất dày, tiếng chất nhạc hay. Và cái dàn tụ của nó đây, tụ 80V này, tụ 80V, tụ cả 100V nữa. Về cái này thì cái dàn diode của nó anh em thấy là quá khủng luôn. Cái phần lọc nguồn của nó này tốt, rất là tốt. Cái này thì có cả những cái vị xử lý IC tiếng này. Nói chung là con này hàng chất, nguồn cũng rất là chà bá. Thì hiện tại thì những cái sản phẩm thì về hàng thì cũng rất là khó khăn nhưng mà vẫn về được cho anh em. Những cái sản phẩm của những chiếc cục đẩy cái DKD kinh thương hiệu của Anh Quốc và mã LA700 nó có giá cho anh em là 5.200.000 này anh em nhé. Anh em có nhu cầu đặt hàng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại cửa hàng là 0396 855 899.